Chào mừng mọi người đang đến với buổi livestream ngày hôm nay của Mega Gangnam. Quý vị thân mến, tháng 6 là tháng nghỉ hè, chúng ta đang có những buổi du lịch relax cùng với gia đình, bạn bè và người thân của mình đúng không ạ? Và sau những chuyến du lịch đó thì lại để lại cho làn da của chúng ta bị sạm, bị nám, bị tối màu đi. Nếu như mà mọi người chúng ta không ngăn chặn và khắc phục cái tình trạng da đó thì sẽ rất là dễ bị tình trạng lão hóa nghiêm trọng. Và còn nửa năm nữa của năm 2023, chúng ta hãy cùng chào đón những diện mạo xinh đẹp để cùng đón tài đón lộc đến cho mình nha quý vị. Hiểu được những tâm lý đó thì Mega Gangnam trong tháng 6 này có rất là nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho mọi người. Mọi người có biết đó là những ưu đãi gì không ạ? Ưu đãi đầu tiên của Mega Gangnam dành cho tất cả các khách hàng thân thiết đó chính là giảm 30% tất cả các dịch vụ tại Mega Gangnam như là trẻ hóa, căng bóng, xóa nhăn. Tất cả các dịch vụ của Mega Gangnam đều được giảm 30%. Những phần quà vẫn còn chưa dừng lại ở đó đâu ạ. Khi mà quý vị chúng ta làm đẹp tại Mega Gangnam xong, mọi người sẽ được tặng cho mình những miếng vàng tài lộc để chúng ta có thể đón lộc thêm về nhà ngay tại Mega Gangnam. Rất là hấp dẫn đúng không quý vị? Và còn một phần quà cuối cùng mà Mega Gangnam muốn dành tặng cho quý khách hàng của chúng ta, đó chính là chai sữa rửa mặt mà Mega Gangnam đã kết hợp với thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu Việt Nam của ca sĩ Hồ Ngọc Hà, là thương hiệu mỹ phẩm MOI, để tạo ra trọn bộ sản phẩm sau khi chúng ta làm liệu trình tại Mega Gangnam. Và quý vị sẽ được tặng chai sữa rửa mặt này. Rất là nhiều phần quà hấp dẫn và đang chờ đợi quý vị khi mà mọi người chúng ta đặt lịch tại fanpage hoặc là liên hệ ngay đến comment khu vực ở bên dưới nha quý vị. Chúng ta hãy click vào đường link ở bên dưới để chúng ta để lại thông tin số điện thoại. Chuyên viên tư vấn bên Mega Gangnam sẽ liên hệ đến quý vị. Những ưu đãi mà Mega Gangnam dành tặng cho quý vị sẽ áp dụng tất cả các chi nhánh trên toàn quốc như là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh. Và mọi người ơi, mọi người đừng lo lắng gì hết, tại Mega Gangnam sẽ có dịch vụ đưa đón xe đến tận nhà của quý vị luôn. Vì vậy, mọi người chúng ta đang có nhu cầu làm đẹp về dịch vụ nào, hãy để lại thông tin số điện thoại ở bên dưới. Bên đội ngũ chuyên viên tư vấn sẽ liên hệ đặt lịch cho quý vị để chúng ta có thể sử dụng những dịch vụ tiên tiến của Mega Gangnam và nhận về cho mình rất là nhiều phần quà hấp dẫn đến từ Mega Gangnam quý vị nha. Vâng ạ, hiện tại thì Hương Giang thấy có rất là nhiều comment của những vị khách hàng đang comment trong buổi livestream ngày hôm nay, thì chắc là em xin phép trả lời lần lượt từng comment của mọi người nha. Đầu tiên là chị Diễm My có đặt câu hỏi là dịch vụ Mega Fiber sau khi làm có khiến khuôn mặt bị đơ cứng mất tự nhiên hay không? Dạ chị Diễm My ơi, chị cứ yên tâm nha. Với dịch vụ Mega Fiber thì sẽ giúp cho chúng ta là được siết kéo căng các cơ lại, làm giảm cho mình cái tình trạng là chảy xệ da nè. Và collagen tự thân sẽ giúp cho chúng ta làm đầy những phần bị hõm nè, bị hóp của khuôn mặt của mình. Cho nên chị cứ yên tâm. Và sau khi làm dịch vụ này xong thì khuôn mặt của mình rất là tự nhiên, không có bị đơ cứng gì nha chị. Vâng ạ, và tiếp theo là câu hỏi của chị Kiều Diễm. Chị Kiều Diễm có thắc mắc là tặng vàng thiệt hả em? Có đùa không vậy? Dạ chị Kiều Diễm ơi, tặng vàng thật 100% luôn nha chị. Khoảng thời gian áp dụng của chương trình khuyến mãi của Mega Gangnam là từ ngày 5 tháng 6 đến hết ngày 25 tháng 6. Vì vậy trong khoảng thời gian này chúng ta hãy cố gắng đặt lịch và đến ngay Mega Gangnam để làm đẹp nha chị. Và em sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của chị Thủy. Chị Thủy vừa nhắn tin hỏi là nhà chị xa quá, tiếc Cần Thơ lận, muốn làm đẹp nhưng mà lại thấy xa quá cho nên chị cũng ngại đi. Dạ, chị Thủy ơi, chị Thủy yên tâm về vấn đề này nha. Chị chỉ cần đưa số thông tin liên hệ đặt lịch cho chị thôi. Còn lại bên em sẽ có xe đưa đón tận nhà cho mình. Chị chỉ cần đặt lịch thôi, còn từ A tới Z cứ để bên em lo nha chị. Vâng ạ. Dạ, tiếp theo có câu hỏi của anh Vũ Trần. Anh có hỏi là chương trình áp dụng riêng thành phố Hồ Chí Minh thôi hay sao em? Dạ anh Vũ Trần ơi, chương trình khuyến mãi của Mega Gangnam áp dụng cho tất cả các chi nhánh trên toàn quốc. Các chi nhánh của Mega Gangnam có ở Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh, và sẽ áp dụng từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 25 tháng 6. Vì vậy anh hãy để lại thông tin liên hệ và số điện thoại bên dưới để bên đội ngũ chuyên viên tư vấn có thể là liên hệ đặt lịch hỗ trợ cho mình tối đa anh nha. Dạ, tiếp theo là câu hỏi của chị Quỳnh Như. Chị Quỳnh Như nói là cho chị đặt lịch
thăm khám lúc 10 giờ ngày 10 tháng 6 tại chi nhánh quận 10 em nha. Chị muốn xóa nhăn vùng mắt. Dạ rồi, em ghi nhận câu hỏi của mình nha chị. Và em sẽ truyền lại thông tin của mình qua bên bộ phận chuyên viên tư vấn để có thể liên hệ đặt lịch cho mình. Chúc chị chúng ta sẽ sớm có một làn da thật là tươi trẻ nè, và có cơ hội nhận về cho mình những miếng vàng tài lộc và những phần quà, những ưu đãi hấp dẫn đến từ Mega Gangnam nha chị. Và tiếp theo là chị Thiên An có bình luận là năm nay chị đã 56 tuổi rồi thì da chị bị chảy xệ nè, hai bên má lại khớp, có cách nào khắc phục không em? Chị Thiên An ơi, chị hãy để lại thông tin bên dưới để bên em sẽ đặt lịch cho chị được tư vấn trực tiếp với bác sĩ và chúng ta sẽ lên một phác đồ điều trị cho mình nha chị. Và chị cứ yên tâm, với công nghệ Mega Fiber của Mega Gangnam thì sẽ khắc phục được cho chị đến 90% lận. Vì vậy là những tình trạng bị lão hóa nè, bị hớp da của mình nè, hoặc là bị chảy xệ thì chị cứ yên tâm, cứ qua Mega Gangnam là chị sẽ khắc phục được rất là nhiều tình trạng vấn đề của da mình nha chị. Và ngoài ra mình cũng có thể là nhận được rất là nhiều ưu đãi và những quà tặng hấp dẫn mà Mega Gangnam đang có trong chương trình tháng 6 này chị nha. Các chị em ơi, mọi người đã sẵn sàng đặt lịch để tư vấn với bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc tại Mega Gangnam chưa ạ? Ngay tại sảnh của Mega Gangnam thì Hương Giang thấy đang có rất là nhiều những vị khách hàng chúng ta đến để làm dịch vụ. Mọi người hãy cùng theo chân Hương Giang để được hỏi một vị khách hàng về dịch vụ mà vị khách hàng đã chọn làm tại Mega Gangnam. Cùng theo chân Hương Giang nha. Dạ, em chào chị. Chào em. Em đang có một buổi livestream với những khách hàng thân thiết của Mega Gangnam. Thấy chị ngồi ở đây rất là trẻ trung và nhìn chị rất là tươi và có sức sống á, cho nên nó thu hút em lại đây. Chị có thể là cho em xin ít phút để mình chia sẻ với khách hàng của Mega Gangnam được không chị? Chị có biết gì đâu mà chia sẻ. Hồi nãy giờ chị không có livestream nên ngại lắm. Dạ, không sao hết. Chị sẽ là những câu hỏi chị chỉ cần trả lời những cái gì mà chị trải nghiệm những dịch vụ tại Mega Gangnam thôi. Ừ vậy thôi thì thôi em cứ hướng dẫn chị đi, em hướng dẫn chị thế nào chị nói thế đó thôi. Dạ, chắc là đầu tiên thì chị có thể giới thiệu về bản thân của mình được không chị? Chị tên là Vân Anh, năm nay chị 52 tuổi, chị từ quận 7 qua đây đó. Chị cũng là khách hàng thân thiết của Mega Gangnam đây cũng hơn 2 năm rồi. Nhìn chị rất là trẻ luôn á, em không nghĩ là chị 52 tuổi đâu, nhìn chị chắc khoảng ngoài 40 đâu đó, khoảng 42, 43 thôi à. Cảm ơn dạ. Em không biết là hôm nay chị đến Mega Gangnam để mình làm dịch vụ gì nha chị? À, chị cũng từng làm ở đây cũng nhiều dịch vụ rồi đó em, nào là căng chỉ nè, rồi Mega Fiber. Nhưng mà hôm nay chị tới thì nhờ bác sĩ chăm sóc xem thử được có cần chăm sóc thêm cái gì không, tại vì sắp tới chị có một chuyến du lịch. Dạ, rồi sắp tới được đi du lịch đi chơi luôn. Dạ, không biết là sao mà chị lại có cái khoảng thời gian mà gắn bó với Mega Gangnam nhiều như vậy vậy chị? Tại sao chị lại tin tưởng và sử dụng những dịch vụ của Mega Gangnam? Chị có thể chia sẻ cho em cũng như mọi người biết thêm chút xíu được không? Công việc của chị á là kinh doanh bất động sản. Dạ. Cho nên là chị thường đi ra ngoài, đi ngoài nắng ngoài gió để khảo sát công trình, rồi đi gặp khách hàng ở tỉnh, cho nên là không có thời gian để mà chăm sóc bản thân mình đâu. Cách đây mà hơn 2 năm mà em gặp lại chị là em không nhận ra đâu. Sao vậy chị? Lúc đó hả, da chị đen sạm, rồi các nếp nhăn nó hằn sâu trên khuôn mặt của chị đó. Dạ. Rồi nào là nó nhăn rồi người nó khô đét rồi. Trời ơi, đi gặp khách hàng, đi dự tiệc đó, mình thấy mọi người bằng tuổi mình mà ai cũng trẻ trung hết, năng động, mà nhìn mình thì già hát và khô đét, cho nên chị rất là tự ti, chị buồn lắm. Rồi gặp biến cố là công việc khó khăn, em mới thấy tình hình bây giờ nó rất là khó khăn, cho nên công việc của chị nó nhiều cái áp lực. Thì hồi đó trời, chị suy sụp, người thì ốm yếu mà da mặt thì xuống cấp. Và may mắn là được gia đình quan tâm, rồi bạn bè cũng động viên, rồi các chị bạn chị giới thiệu chị tới đây, cho nên là chị cũng đã làm liệu trình, cho nên là từ đó thì bây giờ em thấy ngoại hình của chị như thế này. Rất là sang trọng và quý phái luôn á. Không biết là sau khi thay đổi ngoại hình như vậy thì công việc của mình, cuộc sống của mình nó có cái gì thay đổi thêm không chị? Thay đổi nhiều em, khi mà chị lại lấy lại sức khỏe rồi chăm sóc sắc đẹp ngoại hình như thế này đó. Dạ. Chị tự tin hơn, cùng với đó chị cảm thấy cái phong thủy nó có thì sao đó. Thì cái câu người ta nói là thay sắc đổi vận là đúng. Dạ. Yeah. Đúng rồi. Cho nên là công việc chị bây giờ thì cũng ổn định rồi. Rồi chị cũng lấy lại thăng bằng cuộc sống.
thì chị cũng có sắp xếp và giao công việc lại cho con gái. Thì hiện tại bây giờ thì chị chỉ có là cố vấn cho con gái chị thôi, và đi du lịch rồi nghỉ ngơi thôi, lưu về hậu phương phía sau đúng không chị? Mình dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Em nhìn chị rất là trẻ luôn á, thật sự chắc là xinh vía của chị quá. Cảm ơn em. Cũng nhờ là Mega Gangnam này cho nên là chị gắn bó ở đây cũng là hơn 2 năm rồi. Dạ. Mà hình như chị cũng là khách hàng thân thiết ở đây luôn ấy. Dạ. Nghe chị chia sẻ thì thật sự em rất là cảm động. Tại vì trong khoảng 2 năm, như hồi nãy chị có chia sẻ lúc trước là 2 năm trước thì nếu mà nhìn chị thì chắc là trời, lớn hơn 10 tuổi đúng không? Rồi. Nhưng mà 2 năm sau nhìn chị, nó lại trẻ hơn 10 tuổi. Bây giờ nhìn chị thần thái hơn nè, tự tin hơn nè, sang trọng hơn, và cuộc sống của chị cũng như là công việc nó thuận lợi hơn đúng không chị? Và em cảm ơn sự ủng hộ của chị với Mega Gangnam rất là nhiều, thay mặt cho đội ngũ bác sĩ cũng như là những bạn nhân viên của Mega Gangnam á. Chúc chị thật nhiều sức khỏe nè, thành công hơn trong công việc, và chúng ta lại có thật nhiều cái chuyến đi chơi du lịch thật là thoải mái nha chị. Mà nhớ là đi du lịch về nhớ ghé Gangnam để mình tút lại nhan sắc để mình đi du lịch tiếp chị nha. Ok, chắc chắn rồi. Dạ, cảm ơn em. Em cảm ơn chị. Mọi người thân mến, để tri ân cho chị Vân Anh cũng giống như là tất cả mọi người đang xem livestream và những khách hàng của Mega Gangnam, trong tháng 6 này tại Mega Gangnam đang có chương trình Thay Sắc Đổi Vận Rạng Rỡ Đón Hè với rất là nhiều ưu đãi và những phần quà đang đợi mọi người, như là giảm 30% tất cả các dịch vụ tại Mega Gangnam, được tặng những miếng vàng tài lộc nè. Mọi người sẽ được tặng thêm cho mình những chai sữa rửa mặt MC by MOI của Mega Gangnam nha quý vị. Vì vậy chúng ta hãy đăng ký ngay tại fanpage hoặc là để lại thông tin, bên đội ngũ chuyên viên tư vấn của Mega Gangnam sẽ liên hệ đặt lịch và có xe đưa đón tận nhà miễn phí cho quý vị. Chúng ta còn chần chờ gì nữa à? Hãy sở hữu cho mình những vẻ đẹp thật là rạng rỡ và cùng nhau đón tài lộc của nửa năm còn lại 2023 quý vị nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào một buổi livestream tiếp theo. Bye bye. Tháng 6 này, Mega Gangnam giúp chị em thay sắc đổi vận, rạng rỡ đón hè với chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn, giảm 30% hóa đơn áp dụng cho mỗi dịch vụ, tặng vàng 4 số 9 cho 100 khách hàng đầu tiên, tặng kèm một chai sữa đối mặt MG by MOI dành riêng cho làn da sau liệu trình điều trị công nghệ cao, trị giá 1.490.000 đồng. Gọi số hotline 0932278888 hoặc để lại thông tin trên fanpage của phòng khám quốc tế Mega Gangnam để được tư vấn ngay.